Ở đâu? Hẹn đi mua đồ chung rồi mà. Bây giờ tôi phải đi học thêm rồi. Bạn qua đó trước đi, lát tôi qua sau. Hả? Ở nhà của Jimmy hả? Ê, cho tôi qua với được không? Có gì chờ học xong đi chung luôn. Còn mới nói cái gì đó? Thằng Nguyên nó đang học bên nhà cô giáo My hả? Cái gì vậy? Trên đời mới lần đầu tiên thấy vừa ăn vừa ngáp á trời. Tại tối qua ngủ không được chứ bộ. Đừng nói với anh á, em thức khuya ôn bài quá, cho nên á, mặt nó xuống sắc như vậy nha. Mà em bị gì đâu? Bị đâu gì đâu, nhìn mặt kìa. Da thì sần, còn mắt thì quần thâm nữa chứ. Y như là cấu trúc bàn đài vậy đó. Cấu trúc bàn đài? Má em có bị thâm hồi nào đâu. Anh mới là cấu trúc bàn đài. Mà nè, có khi nào em giấu anh không ta? Em có họ hàng với cấu trúc đúng không? Nguyên khùng hả? Tự nhiên anh có tin cung phu panda đánh anh không? Đừng đánh đây nè, ngay tim mà đánh ba nhát. Nè, anh đó nha, em giao nhiệm vụ là anh phải theo dõi thằng Nguyên đó, phải rình coi nó có đi theo cô giống mi hay không, nghe chưa? Còn em thì sao? Bây giờ em phải chạy qua bệnh viện theo dõi thằng sĩ. Tối nay là cuộc tầm ý nó nghỉ, nếu như mà hai đứa nó hẹn hò với nhau, thế nào hai đứa cũng hẹn nhau đi ra ngoài cho coi. Làm hết hồn mà. Còn làm gì trong đó vậy? Ủa, ba mẹ đang nói gì vậy? Chuyện của người lớn, con nít không được nhiều chuyện. Đi lên lầu đi ngủ, mau lên. Con muốn nghe, không gì em đâu. Con đi nha ba mẹ, chắc là tối nay con sẽ về trễ á. Con đi đi. Dạ dạ. Gì á gì? Mẹ gì á? Gì á? Mẹ gì á? Đi ngủ đi, nhiều chuyện quá. Thảo, chuẩn bị đồ điện dịch cho anh chưa? Dạ rồi ạ. Kim tiêm đâu? Dạ đây ạ. Đưa đây cho anh, em nằm xuống đây đi. Nằm xuống đi em. Nè em nghe nói nè, nè không chết đâu. Nè nghe nói nè, ba đứa không sao đâu. Chết có sao đâu mà. Có sao đâu. Có sao đi mà. Anh nói không có sao. Anh không có sao mà đi, không có sao. Ở bên em mọi thứ thật là bình yên. Anh ước gì thời gian có thể ngừng trôi đi. Nhưng mà anh ơi, hai đứa mình á cứ kiếm cớ dạy kèm để mà qua lại lén lút như vậy hoài đến bao giờ? Hay là mình nói thiệt cho mọi người biết đi. Mọi người sẽ không chấp nhận hai đứa mình đâu. Em à. Hay là hai đứa mình bỏ trốn đi. Em đi đâu cũng được, miễn sao là có anh là được. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1.